Xin chào mọi người. Dự là ngày mốt, không ngày kia, ngày kia là sẽ dứt. Tại vì nếu mà tới ngày kia tác giả không ra thêm là tới ngày kia là chúng ta nấc cục đó nha. Phú Đại Gia ở Rễ, chương 7017 đến chương 7021. Bùi Nguyên Minh há hốc mồm, mắt trợn trắng, cảm thấy vô cùng đau đầu nhưng vẫn áp chế tâm tình của mình nói ra: "Cảm ơn. Chẳng qua tôi buổi sáng không thích ăn đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ. Tôi thích ăn chay. Món châu chấu chiên giòn này trước hết để qua một bên đi. Giữa trưa hâm nóng tôi sẽ ăn." Đa Bạch Phượng chớp chớp đôi mắt đẹp, chần chờ một lát sau nói ra: "Như vậy, vậy trước tiên cất lại đi. Anh phải biết đây chính là đặc sản của giới thành chúng em. Nhiều khi có tiền cũng mua không được. Có tâm rồi à." Bùi Nguyên Minh lúc này mới hoàn hồn ngồi xuống trở lại, múc một bát cháo yến mạch, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Bùi Nguyên Minh ngay từ đầu còn sợ Đa Bạch Phượng chuẩn bị bên trong cháo hoa sẽ có vật gì đặc biệt hay không. Nhưng sau khi ăn mới phát hiện ra, ngược lại là không có vật gì đặc biệt, đơn thuần chỉ là ăn rất ngon mà thôi. Nếu như nói thực phẩm cũng phân chia đẳng cấp, thì bữa cơm này mặc dù không phải cấp bậc chiến thần nhưng cũng tuyệt đối là cấp bậc bình vương. Điểm này ngược lại là làm cho Bùi Minh có chút kinh ngạc. À đúng rồi, Bùi Minh, em nghe nói anh là dựa vào bản lĩnh của mình để trở thành đại biểu Võ Minh Đại Hạ, đúng không? Chuyện gì đã xảy ra, anh có thể kể lại cho em nghe một chút được không? Còn có, em nghe nói anh còn là chủ tịch Thương Minh Đại Hạ, vị trí này cũng không phải là có tiền mà có thể ngồi vào. Còn có, anh có phải đã từng làm rể nhà người ta hay không? Bằng không, anh cứ đến Ngũ Độc Giáo chúng em làm ở rể là tốt nhất. Em cam đoan về sau, Ngũ Độc Giáo tùy anh định đoạt. Đa Bạch Phượng tựa hồ đối với Bụng Minh 10 phần hiếu kỳ, mỗi một đề tài đều nói vô cùng tinh chuẩn, làm cho Bụng Minh trong lúc nhất thời á khẩu, căn bản cũng không biết hắn là nên trả lời như thế nào. Anh chỉ có thể cúi gằm đầu ăn cháo với khuôn mặt không nói nên lời. Chẳng qua Đa Bạch Phượng giờ phút này cũng không hiểu tâm tư của chính mình. Rõ ràng ngay từ đầu nàng cảm thấy Bùi Minh là một nam nhân cặn bã. Nhưng là tối hôm qua, sau khi đem tư liệu của Bùi Minh xem từ đầu tới đuôi một lần, về sau hứng thú của nàng đối với Bùi Minh người này quả thực là quá lớn. Mặc dù một số chi tiết tại trong tư liệu đều có, nhưng xem tư liệu thu thập được so với nghe người trong cuộc chính miệng nói ra hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bùi Minh bị hỏi rất nhiều, cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp lại vài câu. Dù sao thì, tại trong mắt Bùi Minh, bây giờ, Đa Bạch Phượng chính là một bệnh nhân tẩu hỏa nhập ma, anh nên khoan dung với hơn với nàng. Kết quả là một trận trò chuyện mà như hỏi cung này chính là mất cả buổi sáng. Đợi đến khi Bùi Minh miệng lưỡi khô khốc, hai mắt đều gần như đờ đẫn, thì Đa Bạch Phượng mới vô cùng hứng thú rời đi. Có điều, ngay tại thời điểm Bùi Minh cơm nước đã xong xuôi, chuẩn bị một hơi đi tản bộ, đột nhiên liền ngay bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô. Sau đó, một chiếc Land Rover đã trực tiếp chắn ngang cửa Tứ Hợp Viện. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi nhìn dáng vẻ lưu manh đã văng cửa xe nhảy xuống. Hắn mang theo một loại khí diễm khó tả, quát chói tai, mở miệng: "Khốn kiếp, để cái tên khốn kiếp gọi là Bùi Minh cút ra đây cho ta. Lão tử mới là thanh mai trúc mã của Đa Bạch Phượng. Lão tử mới là người trong định mệnh của Đa Bạch Phượng. Lão tử phải dẫm chết hắn." Dựa vào cái gì mà một tên khốn kiếp không biết từ nơi nào chui ra lại có thể thay thế vị trí của ta? Hắn khẳng định là thừa dịp Đa Bạch Phượng nhà ta sinh bệnh cho nên đã lừa gạt nàng. Để hắn cút ra đây, ta muốn một đao chém chết hắn. Đang khi nói chuyện, nam tử này còn từ đằng sau cốp xe chuẩn bị lấy ra một thanh đại khảm đao. Cả người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhìn vô cùng bá khí. Bùi Minh nhìn thấy một màn này hơi sửng sốt một chút. Cái tình huống này là như thế nào đây? Thanh mai trúc mã cũng đã nhảy ra rồi hay sao? Chẳng qua anh vẫn cẩn thận nhìn qua cái thằng trẻ trâu này mấy lần. Gia hỏa này nhìn khoảng chừng 23-24 tuổi. Cả người ít nhất phải có 200 kg, nhìn như một bình ga di động cỡ lớn. Mặc dù hắn vác một thanh trường đao, nhưng là sắc mặt đều có một loại tái nhợt kỳ dị. Bùi Minh chỉ liếc nhìn một chút, cơ bản là có thể xác định hắn
khẳng định đã nhận qua nội thương nghiêm trọng mà lại một mực chưa khôi phục. Đồng thời Bùi Minh còn liếc nhìn qua cửu nhãn thiên châu treo trước ngực Khánh, thần sắc có chút cổ quái. Bùi Minh, cút ra đây, là nam nhân, liền cút ra đây cho lão tử. Nam nhân giờ phút này hô to, gọi nhỏ, sau đó ánh mắt rơi xuống trên thân Bùi Minh, giờ phút này đang chuẩn bị đi tản bộ. Hắn nhìn thấy Bùi Minh một bộ dáng tiểu bạch kiểm, lập tức liền nổi giận đùng đùng vọt tới, giơ lên đại khảm đao trong tay, giận dữ hét. Người chính là Bùi Minh, tên khốn kiếp kia, đúng không? Người nói cho ta biết, ngươi thế nào mà gạt được đao bạch phượng của ta? Nàng là nữ thần trong lòng ta, há là ngươi mà có thể tùy tiện tới gần được sao? Bùi Minh một vẻ mặt hiếu kỳ nói ra, không bằng trước tiên nói một chút, ngươi là ai thế? Ta là ai sao? Nam tử giờ phút này vung vẫy đại khảm đao trong tay, nghiêm nghị nói ra, ta là Mã Viên Thiệu, đại đệ tử của lão thành chủ Giới Thành, cũng là sư đệ của Đa Bạch Phượng, là đại thiếu trâu bò nhất Giới Thành. Thời điểm nói ra cái tên này, nam tử biểu lộ một vết mạch trâu bò ầm ầm. Bộ mình có chút kinh ngạc, nghĩ không ra lại là gia hỏa này. Tối hôm qua anh cũng không bệnh lắm, nên từ Trương Quân Nguyên lấy một ít tài liệu đọc cả một buổi tối. Đối với Mã Viên Thiệu này, anh cũng có mấy phần chú ý. Dù sao thì nghe nói lão thành chủ Giới Thành cả đời này chỉ có hai người đệ tử. Đại đệ tử là Mã Viên Thiệu, quan môn đệ tử là Trần Thiên Cương. Trần Thiên Cương người như vậy tuyệt đối tồn tại là cấp bậc kiêu hùng thời loạn thế. Tại trong tưởng tượng của Bùng Minh, Mã Viên Thiệu coi như kém Trần Thiên Cương thì hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là nghĩ không ra, thì ra dáng vẻ Mã Viên Thiệu là như vậy. Đây là liền một cọng lông của Trần Thiên Cương cũng không sánh nổi. Nhìn thấy Bùng Minh một bài bộ dáng lắc đầu thở dài, Mã Viên Thiệu sắc mặt trầm xuống, lại lùng nói, người chính là Bùng Minh, đúng không? Đừng giả ngu nữa, đến nào, chúng ta trước tiên bắt tay, xem như nhận biết một chút, sau đó ta lại đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem đại khảm đao đặt ở một bên, còn đưa tay phải ra. Bùng Minh khóe mắt lập tức co giật, chỉ cảm thấy mình sau khi đi vào Giới Thành, mỗi một người gặp được đều là động vật quý hiếm. Giờ phút này anh cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể vươn tay ra cùng Mã Viên Thiệu nhẹ nhàng bắt tay. Chỉ có điều Bùi Minh còn đang đề phòng Mã Viên Thiệu sẽ sử dụng thủ đoạn gì đó, liền gặp được Mã Viên Thiệu tại nháy mắt bàn tay đôi bên vừa đụng vào liền gọn gàng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Hắn phát ra một loại thanh âm so với mổ heo còn khó nghe hơn. Khốn kiếp, họ Bùi, người cái tên khốn kiếp này, ta chẳng qua chỉ là nói chuyện lớn tiếng một chút mà thôi, người thế mà liền làm gãy tay của ta, người còn cướp đại khảm đao của ta, người là muốn chơi chết tay sao? Sư tỷ à, cứu mạng à, người nếu không đến, sư đệ thân thiết của người liền phải bị người chơi chết à. Cái này là cái quỷ gì đây chứ? Nhìn thấy một màn này, Bụi Minh khỏe mắt điên cuồng co giật, có một loại cảm giác không biết hắn là nên lộ ra biểu cảm gì. Dù sao đầu năm nay chân chính thế tử đại thiếu nhìn thấy đã quá nhiều, nhưng cùng loại với loại hình này anh là thực sự lần đầu tiên gặp phải. Bụi Minh lần đầu tiên ý thức được vì cái gì mà Trần Thiên Cương lại là người có thể kế thừa mọi thứ của lão thành chủ. Đa Bạch Phượng dường như có chút tinh thần phân liệt. Đại đệ tử lại là cái mặt hàng này. Người có ngũ độc giáo, ngoại trừ dựa vào Trần Thiên Cương thì có thể dựa vào ai nữa đây? Sư tỷ, ngươi ở đâu rồi? Nhiều năm không gặp, ngươi lại trực tiếp mang một giả nam nhân trở về. Ngươi khi dễ ta, họ Bùi cũng bắt nạt ta. Thời khắc này, Mã Viễn Thiệu liền đã kém chút lăn lộn đầy đất. Không sống, ta thực sự không muốn sống nữa. Có hắn, không có ta, không có hắn. Hôm nay, nếu không phải hắn chết, thì chính là ta vong. Sư tỷ, ngươi nhất định phải phân biệt rõ ràng thân sơ. Tuyệt đối không được vì một tên tiểu bạch kiểm mà ngay cả sư đệ thân thiết của ngươi cũng chính là ta, không qua được ta. Thời khắc này, Mã Viên Thiệu có thể nói là một bên nước mũi, một bên nước mắt hòa quyện. Nhìn thế nào để có một chút dáng vẻ, trí thông minh đã bị đứt cáp mạng. Bùi Minh khỏe mắt không ngừng co giật, mặc kệ là thế tử trâu bò ầm ầm hay là nhị đại thiếu con ông trời, Bùi Minh đều có thể một tay phiến lật, một chân đá vào trên mặt. Nhưng vấn đề là hiện tại chạy đến lại là một con hàng như thế. Cái này còn mẹ nó, để người biết nó cái gì cho phải đây à? Bắt nạt một thằng đần thì lương tâm còn thanh thản như thế nào được đây? Ngay tại thời điểm Bùi Minh đầu đau như búa bổ, Đa Bạch Phượng đã thay một bộ sườn xám màu xanh nhạt đi ra. Nàng trên dưới dò xét Mã Viên Thiệu đang lăn lộn đầy đất một chút, sau đó lạnh lùng nói, Mã Viên Thiệu, đầu óc ngươi lại để nước vào rồi sao?
Sư tỷ, trong đầu ta đều là ngươi, ngươi sao có thể ăn nói lung tung như vậy chứ? Mã Viễn Thiệu một cái mặt ủy khuất bỏ lên, sau đó chỉ mặt Bùi Minh. Ta mới vừa cùng hắn bắt tay mà thôi, hắn chẳng những muốn bóp gãy tay ta, hơn nữa còn muốn dùng đại khảm đao chơi chết ta. Ngươi nhìn đi, khảm đại đao của hắn nằm ở chỗ này. Sư tỷ, tên tiểu bạch kiểm này không có lòng thương người à? Hắn chẳng những muốn chơi chết ta, mà hơn phân nữa lại còn muốn trở thành con rể cửa của ngươi, sau đó chơi chết ngươi, độc chiếm Ngũ Độc Giáo. Ngươi mưu đồ, người mưu đồ làm loạn như thế, ngươi ngàn vạn lần không thể để cho hắn ở bên người à? Ta hiện tại liền giúp ngươi gọi bảo vệ đem hắn loạn đao chém chết. Nói ra lời này về sau, Mã Viên Thiệu bắt đầu sánh lên ống tay áo của mình một dáng vẻ ha ha hắc hắc, tùy thời để động thủ. Bộ Minh nhìn một màn này vô cùng đau đầu, dù sao bắt nạt một thằng đần thực sự quá mất mặt. Đa Bạch Phượng cũng là sắc mặt có mấy phần khó coi, ngậm miệng. Ta cho ngươi biết, Bộ Minh chẳng những là người trong định mệnh của ta, mà lại là người ngày sau phải thừa kế Ngũ Độc Giáo. Người như anh ấy làm sao có thể cùng ngươi không qua được chứ? Bên trong tứ viện này, trong ngoài đều có đầy đủ camera giám sát. Ta tùy thời có thể đem hình ảnh lấy ra, để lúc đó liền sẽ biết chân tướng. Ngươi đừng cho là ta những năm này không có ở Giới Thành, cũng không biết chuyện của ngươi. Ngươi chẳng những đem gia sản cha ta để lại cho ngươi phá hủy hết 7-8 phần, hơn nữa còn cả ngày say xỉn tiệc tùng, xa hoa trụy lạc. Còn mỗi ngày rêu rao cho người khác biết người trong lòng của ngươi là ta. Ta thật sự gả cho ngươi, ngươi dám cưới hay sao? Không sợ ta một chân đạp chết ngươi hay sao? Nghe nào nói như thế, Mã Viên Thiệu toàn thân run một cái. Hiển nhiên, đối với vị sư tỷ này, hắn là e ngại nhiều hơn sợ hãi. Bộ Minh giờ phút này có giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Mã Viên Thiệu đây chính là một tiểu gia hỏa bao che cho con à. Có một chút thú vị, mặc dù phương thức không đúng, nhưng là hắn dường như cũng là đang dùng biện pháp của mình bảo vệ cho Đa Bạch Phượng. Mặc dù đầu óc không được tốt cho lắm, nhưng có thể miễn cưỡng coi là một người tốt. Nhìn thấy Mã Viên Thiệu bị mình hù sợ, Đa Bạch Phượng thở dài một hơi, trong con người hiện lên một tia không đành lòng. Chẳng qua một lát sau, nàng vẫn là lạnh giọng nói ra: ghi nhớ, về sau Bùi Minh chính là đại ca của ngươi, tại Giới Thành bất cứ chuyện gì đều phải nghe Bùi đại ca của ngươi. Nếu như ngươi không nghe lời, ta liền trực tiếp đem ngươi đuổi ra khỏi cửa, ngươi có hiểu hay không? Nghe nàng nói như thế, Bùi Minh ngược lại là không có cảm nhận được ác ý, ngược lại từ trong giọng nói Đa Bạch Phượng ý tứ nghe ra có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ có điều Mã Viên Thiệu dạng tính cách này Bùi Minh cũng không chán ghét, mà từ một góc độ nào đó mà nói thậm chí còn có chút để người yêu thích. Sư tỷ, ta minh bạch, ta tất cả đều nghe theo ngươi. Mã Viên Thiệu giờ phút này như cà tím nướng, cả người tê liệt rúng rõ, cảm giác mang theo vài phần than thở. Nhìn thấy hắn một cái mặt ủy khuất, Bùi Minh cũng cảm thấy buồn cười, sau đó anh cười cười tiến lên phía trước một bước mở miệng nói: Đa Bạch Phượng tiểu thư, vừa mới rồi tôi xuống tay xác định là hơi hung ác một chút, cho nên cũng không cần trách hắn. Mà lại ta cùng Mã Thiếu coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nói dứt lời, Bùi Minh hướng về phía Mã Viên Thiệu cười một tiếng: Mã Thiếu, ta ở đây cùng ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này dừng ở đây thấy như thế nào? À, lúc này biết sự lợi hại của ta rồi sao? Muốn cùng ta bắt tay giảng hòa rồi sao? Mã Viên Thiệu nhìn thấy Bùi Minh bỗng nhiên hạ thấp tư thái, hắn liền bỗng nhiên đắc ý: Họ Bùi, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải nhìn trên mặt mũi sư tỷ ta, ngươi ngay cả tư cách cùng ta nói một câu đều không có. Đặc biệt nói chuyện, hắn một vẻ mặt ghét bỏ vươn tay ra cùng Bùi Minh nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó buông ra. Bùi Minh cười cười cũng không để ý, mà là thuận thế trực tiếp đem cựu nhãn thiên châu treo ở trên cổ Mã Viên Thiệu kéo xuống. Sau đó Bùi Minh tiện tay bóp một cái, liền gặp được cựu nhãn thiên châu vỡ ra làm hai mảnh. Mà tại bên trong cựu nhãn thiên châu có thể nhìn thấy một số trứng côn trùng. Tờ hồ cảm nhận được ánh sáng mặt trời và không khí, những côn trùng này phát ra tiếng rít gào, dường như muốn bổ nhào vào trên thân Mã Viên Thiệu. Nhưng là Bùi Minh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đem hai mảnh cựu nhãn thiên châu ném vào trong lò lửa dùng để sưởi ấm một bên. Trứng trùng biến thành tro tàn, nhưng là sắc mặt Đa Bạch Phượng trong nháy mắt vô cùng khó coi. Mà Mã Viên Thiệu đang muốn bảo nổi, giờ phút này cũng là biến sắc một vẻ mặt nghĩ mà sợ. Cổ độc. Bùi Minh nhàn nhạt mở miệng: Các người Ngũ Độc Giáo cũng là người trong nghề, hắn là minh bạch thứ này nhập thể là có hậu quả gì. Sợ là chỉ cần nửa tháng
người bị cổ độc nhập thể liền sẽ biến thành con rối để người khác điều khiển. Làm sao có thể được như vậy được chứ? Nghe anh nói như thế, Mã Viên Thiệu mới vết mặt không thể tin nổi. Đây chính là ta từ đấu giá hội ngoại giới mua về với cái giá cao, chẳng những có giấy chứng nhận giám định mà chính ta cũng đã nhìn qua, đây mới thật sự là thiên châu chí thuần ngàn năm. Bùi Minh suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ngay từ đầu ngươi không nhìn lầm như vậy, có lẽ là tại trong một số tình huống đặc biệt đã bị người tráo đổi. Nói ví dụ, thời điểm ngươi uống say. Mã Viên Thiệu sắc mặt nháy mắt càng thêm khó coi, hắn ít nhiều có chút mê rượu, số lần uống say nhiều vô số kể. Từ góc độ này mà nói, muốn phản đoán mình rốt cục là bị người nào tráo đổi viên cửu nhãn thiên châu này, căn bản cũng không có tranh manh mối gì. Đa Bạch Phượng giờ phút này đại mi cau lại, một lát sau thấp giọng nói, Mã Viên Thiệu, còn không mong một chút, cảm ơn Bùi đại ca của ngươi. Nếu như không phải anh ấy phát hiện ra, vậy ngươi sẽ có hậu quả gì thì ngươi so với ta còn rõ ràng hơn, đúng không?